Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ vừa hạ cánh xuống kho của ship tại Sài Gòn. Đây là mẫu đồng hồ của một vị khách tại đường 3 tháng 2, quận 10 đặt hàng. Thì sau 3 tuần, hơn 3 tuần một chút do gần Tết nên hàng về nhiều nữa, nên hàng về chậm hơn một chút. Thì chiếc mẫu đồng hồ này đã hạ cánh xuống kho của Sài Gòn chiều hôm qua. Thì sáng hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra hàng để và giao cho hàng cho khách trong sáng nay luôn. Đây là một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot. Phía trên là logo, còn phía dưới là slogan của Tissot là Swiss Watch Sin 1853. Đây là mã đơn hàng của ship. Còn bên hông là logo của Tissot qua các năm. Bên hông đây cũng ngược lại. Còn bên phải là một cái miếng thông tin về sản phẩm. Thì trên cái miếng này bao gồm là thứ nhất là tên là Luxury là tên của sản phẩm này, là Tissot Luxury. Thứ hai là Automatic, cho chúng ta biết đây là mẫu đồng hồ sử dụng cổ máy cơ khí 42mm, cho chúng ta biết đây là đường kính của mặt số. Thứ ba là Auto, là chúng ta biết đây là một mẫu đồng hồ Automatic, trước nó có ghi rồi, phía sau nó lại ghi lại. Dòng chữ SS cho chúng ta biết viết tắt của là Stainless Steel, cho chúng ta biết đây là mẫu đồng hồ làm bằng thép không gỉ. Giá niêm yết là $1,450. Đây là mã của chiếc đồng hồ T086 408 22 03600. Sau đây chúng tôi sẽ tháo cái chiếc bóc này. Bên ngoài bóc thì ship đã dán một cái siêu chống bụi cho chiếc bóc và chống bị bẩn, chất ẩn và mồ hôi tay nó bám lên. Đây, tôi để cái này qua một bên. Đây là chiếc bóc bên trong, là một chiếc bóc với tông màu đỏ chủ đạo và viền đen. Logo Tissot thì nằm ở góc. Đây là tên thương hiệu Tissot, là in một chữ rất to. Slogan là nằm phía dưới thương hiệu Swiss Watch 1853. Mặt sau thì nó có dạng thiết kế là nhiều tầng, tuy nhiên chỉ có một tầng sử dụng thôi, là tầng dưới là chứa hai quyển sổ. Một quyển giới thiệu về lịch sử của Tissot, một quyển giới thiệu về bộ sưu tập của Tissot, qua tất cả các bộ sưu tập của Tissot và các chương trình thể thao mà Tissot tài trợ. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Tissot Luxury. Một chiếc Tissot với rất là nhiều, với 12 cọc là làm bằng kim cương. Điểm nổi bật đây là một Tissot được đính rất là nhiều hạt kim cương. Ở mặt đây là có một cái miếng là chứng chỉ Turometer. Đây là một cái chứng chỉ nói về để cho chúng ta biết đây là một mẫu đồng hồ đạt độ chính xác rất là cao và đã được thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt qua những quy trình nghiêm ngặt. Chứng chỉ Turometer thì có rất là nhiều chỉ số. Thứ nhất là về độ chính xác, là một mẫu đồng hồ là phải có độ chính xác là nằm trong ngưỡng là chậm 4 giây, nhanh 6 giây mỗi ngày thôi. Còn đồng hồ Automatic bình thường thì độ chính xác nó cho phép lên tới chậm 10 giây, nhanh 30 giây mỗi ngày. Còn đối với Turometer thì nó yêu cầu cao hơn, nên chỉ có chậm 4 giây và nhanh 6 giây thôi. Sau đây chúng tôi sẽ tháo cái siêu mặt này ra để chúng ta cảm nhận được một cách rõ nét nhất. Cái siêu này thì chúng ta có thể dán lại được, tuy nhiên cái siêu dây thì chúng ta không nên tháo, vì siêu dây này nó là một loại siêu đặc biệt, chúng ta tháo ra nhiều lần quá thì chúng ta sẽ dán lại là nó không có dính. Đây chúng ta nhìn sơ qua tổng thể của chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ có tông màu bạc mà với vành benzen là màu vàng gold, còn gọi là màu vàng ánh kim. Dây thì cũng có một cái chỉ vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần mặt số trước. Trước tiên là vành ngoài thì có là vạch chi phút 1 đến 60, tiếp theo là vòng trong là vạch chi giờ là 1 đến 12. Sử dụng cọc số thì được sử dụng kiểu dạng là cọc tròn, được đính một cái hạt kim cương. Ở xung quanh chân của hạt kim cương thì nó có một cái đường viền được mạ màu vàng gold, rất là lấp lánh, rất là đẹp. Tiếp theo là phần trong mặt số thì nó có một cái hiệu ứng là nó nhám, nó khác với cái vòng ngoài.
Tiếp theo là tên thương hiệu T-shirt, phía dưới T-shirt là năm thành lập 1853, lịch ngày thì được đặt ở góc 3 giờ như thường thấy, như các mẫu thiết kế truyền thống. Đây là góc tối ưu nhất, giúp chúng ta dễ quan sát lịch ngày hơn. Trên vành lịch ngày thì nó có một cái đường viền nổi ra luôn, được mạ màu vàng gold rất là sang trọng. Tiếp theo là phần ở dưới góc sau giờ là có dùng chữ Swissmade. Swissmade thì chúng ta biết đây là một mẫu đồng hồ có xuất xứ từ Thụy Sĩ. Thì Thụy Sĩ là một nước đồng hồ có nền công nghiệp mạnh nhất thế giới với 50% thị phần đồng hồ trên toàn thế giới. Tiếp theo là dòng chữ Bauermeister 80. Thì Bauermeister 80 là một cái máy mới được phát triển bởi hãng ITA, là được gắn trên tất cả các mẫu đồng hồ của T-shirt sau này, vì đây là một cái máy cổ máy có đặc điểm là có khả năng giữ code lên tới 80 tiếng và hơn 3 ngày. Thì để đạt được khả năng này thì cái bộ dây mainstream, còn gọi là dây cót, dịch đúng ra tiếng Việt thì nó là một cái cuộn lò xo. Thì nó thay vì nó được làm bằng kim loại thì nó chuyển sang sử dụng là silicon, thì nó có khả năng là có nó thể làm cho cái cuộn dây nó dài hơn, nên khả năng mà nó xoắn lại nó nhiều hơn, nên khả năng giữ chữ cót cao hơn. Bên cạnh đó, silicon thì nó không bị ảnh hưởng bởi từ trường, nên mẫu đồng hồ chúng ta sẽ ít bị ảnh hưởng bởi từ trường hơn riêng đối với là cuộn dây cót. Tiếp theo là ở dưới là dòng chữ chronometer. Đây là một cái mẫu đồng hồ nào được đạt chứng nhận chronometer thì sẽ có một dòng chữ chronometer xuất hiện ở góc 6 giờ. Để đạt được cái chứng chỉ này thì chiếc đồng hồ này phải trải qua một quy trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt, rất là nhiều bước, phải đạt được các chỉ tiêu về độ chính xác ở các thời điểm khác nhau trong ngày, ở các nhiệt độ khác nhau và ở các tư thế khác nhau nữa. Khi mà kiểm tra thì sẽ để rất là nhiều tư thế, ngửa mặt lên, úp mặt xuống, để nghiêng và để nghiêng dày để kiểm tra độ chính xác. Đó, trên mặt số thì chỗ cái vành này thì nó sẽ nổi, nó cao hơn một chút, một cái đường vòng này. Khi chúng ta nghiêng ở cái góc ánh sáng khác nhau thì cái đường vành đó nó sẽ nổi bật lên, rất là đẹp, rất là đường vành nó tạo nên sự chắc chắn và mạnh mẽ cho chiếc đồng hồ. Tiếp theo là phần bên hông. Bên hông của chiếc đồng hồ này thì được làm rất là khác biệt so với mẫu đồng hồ khác. Thay vì các mẫu đồng hồ khác thì đa số là được đánh bóng hoặc là được pha xước, thì riêng mẫu đồng hồ này thì được đánh một cái lớp vân cloud debris lên luôn. Cloud debris tức là nó là một cái loại mà mẫu vân trang trí kiểu sử dụng những cái mẫu hình học được lặp đi lặp lại rất là nhiều, và những cái kiểu mẫu hình học đó là được lặp đi lặp lại và được sử dụng công nghệ cơ khí chính xác, nó tạo một cái khung, nó sẽ dập vân lên luôn, tạo nên một mẫu đồng hồ rất là sang trọng và cầu kỳ. Tiếp theo là nấm chỉnh thì dạng bánh răng, giúp chúng ta dễ thao tác. Ở mặt ngoài nấm chỉnh là có logo của T-shirt, là chữ không phải logo mà là viết tắt tên của tên hiệu T-shirt là chữ T, là khắc nổi lên luôn, được in nổi lên rất là đẹp và sang trọng. Nấm chỉnh thì được mạ màu vàng gold, bên đó kim, cọc số và vành benzen đều được mạ màu vàng gold nổi bật trên cái nền mặt số màu bạc ánh kim. Màu vàng gold thì là biểu tượng của sự sang trọng và sự giàu sang. Tiếp theo là phần dây thì đây là mẫu đồng hồ wristwatch, nên dây thì được chia làm 5 dải song song với nhau, nên những cái mắt cũng tương đối vừa thôi, không quá to cũng không quá nhỏ, là bao gồm có hai dải nhỏ hai bên và hai dải to ở cái đó, cái dải rất là nhỏ ở giữa và được mạ màu vàng gold. Tiếp theo là phần khóa thì sử dụng khóa bấm hai lần gấp, đó giúp chúng ta đeo vào cổ tay rất là dễ dàng. Khóa bấm hai lần gấp thì cái chiều dài của nó dài hơn là khóa một lần gấp. Khóa này sử dụng chất liệu thép không gỉ, đây chịu lực stainless steel, còn bên đây là mã khóa. Sử dụng khóa này các bạn cẩn thận là vệ sinh thường xuyên cái phần nút bấm này, tránh bị bùn nó bám vô đây. Khi bùn bám vô thì các bạn bấm nó sẽ rất là, nó không có bật lên được,
rất là nhiều vị khách bị gặp trường hợp này, nên chúng ta sử dụng lưu ý cẩn thận nhé. Đây xem là bấm lại trên khóa thì ở trên là tên thương hiệu T-shirt, ở phần dưới khóa dưới thì được khắc là 1853, khắc chìm vô luôn, khắc chìm và phun mờ. Ở đây là hai cái thẻ tag bao gồm chứng chỉ chronometer và một cái thẻ tag của T-shirt. Như thường thấy, mặt ngoài là tên thương hiệu, logo và slogan, mặt sau là thông tin sản phẩm và các kỹ thuật chế tác. Thứ nhất là sử dụng thép không gỉ, thứ hai là mạ PVD, thứ ba là đính kim cương, thứ tư là khả năng chống nước là 53 là chúng ta có thể đi lặn được, lặn bằng ống thở, chứ chúng ta không thể lặn bằng bình hơi dưỡng khí được, chúng ta chỉ lặn ở gần mặt nước thôi, lặn bằng ống thở. Ở đây là cái hình rotor, chúng ta biết đây là mẫu đồng hồ cơ. Còn chữ S là non reflect, tức là mặt kính thì được phủ một cái lớp chống chói, giúp cho ánh sáng nó sẽ không bị phản xạ, giúp chúng ta nhìn cho mặt đồng hồ nó rất là rõ. Ở trong cái điều kiện ánh sáng nhiều á, thì một số mẫu đồng hồ nó bị phản xạ nhiều quá, nó bị chói, thì cái mẫu này được phủ một lớp chống chói để chúng ta khi mà ở điều kiện sáng quá thì chúng ta cũng vẫn không bị chói, chúng ta vẫn nhìn thấy rất là rõ mặt số. Thì chúng ta để nhiều mẫu đồng hồ cao cấp tầm 100 triệu thì khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt số thì chúng ta cảm nhận như là chúng ta cái mặt số nó không có cái miếng kiến luôn, tại vì nó phủ một cái lớp chống chói triệt tiêu gần như là hoàn toàn ánh sáng phản xạ, nên chúng ta nhìn vào mặt số tưởng tượng như là không có mặt kính ở trên vậy. Riêng mẫu này thì chúng ta cũng có thể là cảm nhận như vậy, tuy nhiên khi ở góc nghiêng một chút thì chúng ta vẫn còn thấy nó hơi chói một chút. Tuy nhiên ở một mẫu đồng hồ với cái giá mà dễ chịu như thế này, một cái giá rất là có thể dễ chấp nhận, thì đây là một cái chất nó tạo cho chúng ta một cái hiệu ứng chống chói cũng rất là tốt rồi, rất là đáng tiền. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào phần mặt sau nhất là thường đầu hoa là tên thương hiệu được để ở góc 12 giờ, dưới đó là 1853. Tiếp theo là phần bên hông đây, Sapphire Crystal, cho chúng ta mặt kính thì làm bằng chất liệu kính sapphire. Sapphire thì nó có khả năng chống xước rất là tốt, tốt nhất, tốt hơn kính thắt led của Seiko và tốt hơn kính khoáng. Tuy nhiên không phải nó khả năng chống xước tuyệt đối. Tuy nhiên sapphire nó rất là cứng nên nó rất là dễ bể. Các bạn sử dụng hạn chế bị va đập mạnh nha. Kính sapphire chi thai thì nó tầm khoảng 1 triệu đến hơn. Đối với kính sapphire mẫu này thì nó sử dụng kính sapphire phẳng chứ không phải là kính sapphire cong vòm. Sapphire phẳng thì chi phí thai nó cũng rẻ hơn. Tiếp theo là phần thông số, là bao gồm ở đây là mã khung vỏ 15B044Q125, thì cái mã khung vỏ. Tiếp theo là cái dòng chữ là certificate chronometer, đây là chứng chỉ chronometer, đây là tên dòng sản phẩm T086. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy nó có 9 số. Đây, cái đây là cái serial number FT3BUDXM, thì cái serial number này nó sẽ trùng với trên cái thẻ tag FT3BUDXM. Đây. Tiếp theo là thông số cuối cùng là thông số là water resist 53. Như chúng tôi đã trình bày ở trên thẻ tag lúc nãy rồi, là nó có khả năng chống nước là tương đương với độ sâu là 50m ở điều kiện nước tĩnh. Tuy nhiên các bạn lưu ý là né các trường hợp đặc biệt như là không được để đồng hồ cái nấm chỉnh là trực tiếp dưới vòi nước đang chảy, vì vòi nước chảy là một trường hợp đặc biệt, nó có áp suất rất là lớn, thì áp suất nó mạnh, nó đủ để giúp cho nước nó len lỏi vào trong bên trong, khi nó bị thấm nước thì nó có một hậu quả của nó là nó sẽ bị hấp hơi trên mặt số, khi đó chúng ta cần phải đi xử lý càng nhanh càng tốt. Chúng ta để càng chậm thì do trong điều kiện ẩm ướt thì mấy cái kim này nè nó dễ bị hoang ố và nó bị đổi màu, nó là mất đi vẻ thẩm mỹ. Muốn đẹp thì chúng ta phải đi thai, thì thai thì rất là mắc, chi phí là tầm 1 đến 2 triệu cho mỗi linh kiện. Đấy, bây giờ chúng ta hãy xem sơ qua cái phần linh kiện. Linh kiện ở đây thì thường thường là bên hông nó có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Bên hông đây thì nó trống. Mặt sau thì có hai quyển sổ. Đây, chúng tôi sẽ lật sơ qua mấy quyển sổ này, chúng tôi đã trình bày rất là nhiều. Đây là quyển sổ cái bộ sưu tập các nhân vật nổi tiếng, các ngôi sao và các chương trình thể thao. Rồi đầu tiên là ông chủ tịch của T-shirt. Tiếp theo là một quyển giới thiệu về lịch sử của T-shirt. Rất là nhiều.
Ví dụ đây là hình ảnh của ông chủ tịch President Tissot, hình ảnh chụp vào năm 2001. Các bạn có thể tìm ở nhà, có thể đọc thêm. Chúng ta sẽ xem lại nhân vật chính của chúng ta lần cuối để xem từ nhiều góc. Đây, khi chuyển động thì nó sẽ tạo ra những cái độ lấp lánh, nhất là kim. Hai cái góc sáng khác nhau nó sẽ tạo ra những độ lấp lánh khác nhau. Kim cương cũng vậy. Dây đeo bên hông được đánh vân rất là đẹp, rất là cầu kỳ và sang trọng. Đây là mẫu đồng hồ có đường kính là 40 bộ sưu tập Luxury đã có đa số là đường kính là 41 mm, độ dày là 9.75 mm. Thì 41 là nó sẽ phù hợp với các bạn có chu vi cổ tay là tầm 16 cm đến 17 cm, 16.5 là đẹp nhất. Và đường kính là 9.75 thì đây là cũng loại một mẫu đồng hồ có đường kính là trung bình. Tuy nhiên cái mẫu này thì nó làm một cái kiểu vuông dứt luôn, tức là nó vuông ra tới mép ở bên ngoài, nó không có xéo xuống, nó không có khép, nó không có làm nhỏ lại, nên cảm giác nó sẽ mang lại một cái độ dày rất là dày. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hoặc góp ý muốn chia sẻ thì để lại comment bên dưới video, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể và cùng nhau thảo luận để cố gắng cải thiện trong các video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.